Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình đến với hành trình cùi bóp. Và mới vào thôi mình đã nhận được một cái chiếc rương các bạn à. Chiếc rương Heroic. Wow, rất là ngon luôn. Trong chiếc rương này nó sẽ cho anh em chúng ta được một con thuộc dòng Heroic nha. Oh, ngon lành. Rồi anh em thử mở coi nè. Open. Ui, chập mém các bạn ơi. Một chút xíu nữa thôi là anh em chúng ta ra được con Heroic rồi. Ôi, và đây là rương Legend Daisy. Wow, ngon lành cành đào luôn. Lắm. Thôi ơi, thiệt tình hôm nay quá hên luôn các bạn ơi, cho ra toàn thức ăn. Ở đây thì rương này cũng ngon nữa nè các bạn, rương Legend. Cho mình hên hên nhẹ cái thôi, nhẹ thôi không cần nhiều. Vẫn là thức ăn các bạn ơi. Ôi lại nữa hả? Cái độ may mắn ngày hôm nay của mình như thế nào mà mở 4 rương. Ôi, và bây giờ cuối cùng cũng ra được một con Legend các bạn ơi. Trời ơi. Cuối cùng thì cũng có hàng về. Và đây là chiếc rương gì đây? Open. Ôi lại là thức ăn nữa rồi. Oh my god, hôm nay cái ngày gì vậy ta? Mới ra thôi nó cho mình mở rương ngập mặt luôn. 40 mấy ngàn. Lại là 10 viên game. Rồi ok. Hơi bị hên luôn các bạn ơi. Hôm nay anh em mình được một cái con rồng mới. Rồng này là rồng quả ớt sừng trâu hen. Mình thấy nó to to và thấy rất là giống trái ớt, cho nên mình hay đặt tên cho chú ấy là quả ớt sừng trâu. Đây là những chiếc rương trong cái sự kiện này nè mọi người. Ở đây đó thì mình chưa có mở đấy, cho nên xong cái phát nó thả ra cho mình mở mỗi tay luôn. Ồ, 5 cái thì nó cho mình đồ bèo như một con mèo. Hên hên thì ra được rương của Orbit 25. Còn xui xui thì thôi rồi, VR rồi. Rồi tiếp theo thì anh em chúng ta cần phải lên tới tầm này, đồ nó bắt đầu nó ngon hơn một chút xíu. 21 là bắt đầu đồ nó mới ngon nè các bạn. Bởi vậy mình khuyên các bạn là hãy để cố gắng đi kiếm nha. Xem quảng cáo đủ các kiểu con đà đẻo luôn để kiếm những cái chiếc rương này. Ở đây thì hai anh tài đã kiếm được 300 mấy điểm rồi đúng không? Đó, bây giờ mình cố gắng mình kiếm thêm nha. Vào khu vực quest các bạn nha. Ở khu vực quest này thì chúng ta sẽ lụm nhẹ ở chỗ này nha. Rồi, let's go. Săn tay áo lên và kiếm đồ chơi sự kiện thôi anh em ơi. Này, sự kiện này thì nó tồn tại có mấy ngày thôi, cho nên anh em mình tranh thủ nha. Wow, và đây là nhân vật Benmi. Bé này thì tầm khoảng level 16 thôi, nhưng mà nhìn cũng cute dễ sợ ha. Wow, một mình cân 3. Hey, 6k luôn. Xong, và ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lần này thì phải có cái con mặt trăng ha. Rồng mặt trăng. Rồi, anh em mình chắc đã up xong rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ thả cái con này ra nha mọi người. Wow, mình chưa có cái nhà của mặt trăng thử. Rồi bây giờ thì giác tiền đi mua. Đây, nhà mặt trăng. Đâu rồi, đây 600 các bạn ơi. Wow, để cái vị trí nào mà anh em mình dễ di chuyển hay là né ra mấy cái chỗ để này chúng ta còn có thể xây dựng rồi được. Rồi, chỗ này đi hen. Đây thì nó bắt mình tốn 2 viên game hoặc là chờ 2 tiếng. Ok, mình sẽ làm liền luôn cho nó nóng nha mọi người. Wow, hàng VIP. Rồi, bây giờ thì cho bé yêu ăn luôn nè. Let's go. Khi cho bé này ăn thì anh em mình vẫn được điểm coi nha mọi người. Đó, con này mình cho nó tầm khoảng level 20 là ok luôn á, để có thể đi chiến đấu trong khu vực quest. Đây thì anh Tây cũng cày nhiệt tình lắm luôn. 14, 15 cho lên tầm khoảng rồi ráng một chút xíu nữa coi. 20. Ok bạn ơi. Sau đây thì mình sẽ mang cái thành viên này vào khu vực quest để cho nó làm mưa làm gió nha. Đó. Rồi, ngon lành cành đào đây. Mới vô là mình thấy con này cái màu của nó là bị người ta ăn hiếp rồi đó. Lắm. Ôi đam luôn, vẫn không hạ được luôn các bạn thấy chưa. Bởi vậy phải nhờ đến anh Đại đi. Sức mạnh siêu to khổng lồ đến từ thành viên Titan. Bé yêu Titan thép nha. À đúng rồi, cái con Titan mới nhất của mình là cái con Titan nước. Cũng thuộc dòng ghê gớm nha. Rồi, Victory. Ui, anh em mình lên chữ luôn rồi kìa. Chữ B. Quá đẳng cấp luôn. Rồi, tiếp theo thì ra thu hoạch nhẹ dài cái này. Đó, đầu anh em mình xây dựng qua mé bên đây được rồi nè. Wow, hòn đảo tiếp theo này nó lấy mình tới 74 viên game. Căng nhỉ.
Ở đây thì mình được một viên không ta? 20 tiếng đồng hồ, 24 chứ 24 tiếng đồng hồ thì ở đây chúng ta sẽ được tặng một viên game đấy. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình có thể, mình đang chờ coi. Đó, mình đang chờ, mình me me coi có khi nào nó ra được cái con gì mà ghê ghê để anh em mình like không. Ở đây thì mình sẽ mang được hai thành viên, đó chính là Titan nước và Titan inox hả? Ngon lành rồi. À, ở đây thì mình sẽ mang cái con bé Mew đi nha mọi người, thay đổi bầu không khí này một chút xíu cho vui. Ba thành viên này đều chưa đạt được chữ A cộng. Đó. Oh my god. Mới vô thì lượng sát thương được đam đến từ Titan thuộc dòng hệ nước. Wow, bạn ấy lụm được một phát nữa sẽ hạ được một con ấy. Ngon lành. Thành viên thứ hai, Benmi. Ca này có bộ hơi chua nha. Anh em mình xài tới bé Mew luôn nha mọi người. Ba con này là bây giờ con nào nó ăn mình cũng có lợi hết trơn á. Anh em chúng ta lên được chữ. Rồi. Mấy cái con mà tầm cấp C thì chúng ta sẽ lên chữ nhanh hơn nha. Còn mấy cái con mà chữ cao cao rồi các bạn biết rồi đó, nó chù lè luôn, lên rất là chậm lắm. Ôi 25, what, 35 luôn, gì ghê dữ vậy. Wow, độ khó khá là chua luôn. Ôi 20 ngàn. Đó, vậy là win được một ván các bạn ơi, mừng húm luôn ấy. Trong khu vực này mang ba con này là mấy cái con không phải là dạng pro. Bây giờ thì nên chúng ta sẽ cọ sát với thành viên Titan lá nha. Rồi level 30 và max chữ A cộng luôn rồi. Ca này nó cũng hơi chua nè. Lấm. Lụm chắc không nổi rồi. À, Minh Thông, mình đón tên bạn. Bạn này tên là Minh Thông các bạn ạ. À. M Thông kìa. Đó, lâu lâu gặp được người Việt Nam hay cái gì? Trung Anh, what, cái gì vậy ông lẽ? Cái nick này có nhiều bạn chơi dữ vậy sao? Trời ơi, đặt tên thôi là mình thấy rần rần rồi đó. Ba này thì cho Titan Inox đi, lắm. 19 ngàn, lượng đam cũng khá là ổn ha. Rồi anh em mình ráng ráng xíu nữa coi. Đây, ca này thì sẽ bắt đầu căng căng rồi. 13, sao tính ra đam cái con này nó nhỏ vậy ta? Ráng ráng thêm coi nè. Ui, còn tầm khoảng 2009 ha. Tình huống này thì mình sẽ cho cái con Titan nước đi. Đó, con Titan nước này nhìn hơi bị ngầu luôn rồi đấy. Rồi, ở đây thì nên chúng ta thêm được 3 viên game nữa bỏ túi. Ui, số game mình hiện tại là lên được 53 rồi các bạn. Sâu rồi là cái quá trình để giành ghê gớm ha. Đó, Big Key đúng không? Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của Heroic. Con hai con này đều lên chữ B hết rồi. Bây giờ cái bé này mới có chữ C thôi. Cho nên mình sẽ ráng mình ưu tiên mình luyện cho nó một tí nha. Một tí thôi, không có nhiều đâu. Đây đây đây. Được sát thương đến từ chiêu nước của bé Mew. Thành viên Heroic Mew của mình đang được đam rất là kinh luôn. Rồi thành viên này đam chắc trên 10 ngàn chứ hả? Theo mình nghĩ là nó phải trên 10k các bạn. Đam mà dưới 10k chắc không có đâu. Rồi săn tay áo lên và lụm luôn cái bé thỏ ngọc nè. Wow, thành viên thỏ ngọc vô cùng bá đạo. Bé này sớm lên chữ hơn cho nên mình sẽ ưu tiên đó nha. Ngon lành cành đào luôn. Wow, ca này thì bắt đầu thấy căng hơn rồi đây, lắm. Giác hàng ra quốc anh em ơi. Wow. Rồi, ca này chắc có lẽ là mình xài thành viên đây, bé này đi. Ngon lành luôn. Rồi, Alex. Ca này hơi khó một tí các bạn. Các bạn có hai con Heroic và level 35 lần cho nên anh em mình quấn phải hết sức cẩn thận. Trời ơi, 31 ngàn luôn, ca này không đùa được rồi. Ồ, không cẩn thận là trận này mình quýnh không lại luôn ấy. Lấm. Không nổi anh em ơi, con này nó khỏe quá. Lấm thêm cái nữa luôn. Rồi, tên bạn còn một em level 35, anh em mình thì còn một con Titan thôi. Lần này thì không biết sống sao đây. Trời ơi, một hit thôi là nó đưa mình về thành luôn rồi. Ôi thôi rồi, mình không có chịu được đam luôn.
Nếu mà anh em mình có chiêu được đam còn có mặt mai, còn cái này là không có mặt nào luôn. Rồi, chua dễ sợ. Rồi, bức xúc quá, lần này anh em mình mang hàng nóng ra các bạn, mang hàng VIP ra để chơi tên bạn liền. Đó, mấy chú đồ với anh thử. Đây đây, mình ráng mình cho con này lên cấp luôn cái nữa. Ôi bé này lên không nổi rồi, 34, còn tầm khoảng một tí nữa là lên 35. Đây, săn tay áo lên. Lần này anh em mình gặp phải đối thủ rồi. Đây, đối thủ thử. Hút máu nè. Chú hộ bảo với anh thử full cây liền các bạn. Sau đây thì đến với thành viên Ma Cà Rồng đi. Ôi quấn không lại luôn ghê vậy. Rồi dù sao thì anh em chúng ta giải quyết được thành viên đầu tiên rồi. Tiếp theo là đến với Zavi. Ca này thì thấy cũng hơi chua một chút nè. Wow bu ra ghê nha. Rồi, ok, cố lên coi. Victory. Ổn ha. Thêm một chiến thắng nữa nghiêng về cho team của mình rồi. Và bây giờ thì chúng ta chơi sự kiện các bạn ơi. Đây, 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 mình đã kiếm được 1000 điểm rồi ha. Let's go. Săn tay áo lên và chiến thế nào. 3. Wow, được 3 điểm. Bây giờ mình đi một cái đường nào đi ta. Mình đi xuống, đi lên. Đây, 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 đi đường này. Đi đường này các bạn à. Rồi, mỗi bước đi là 75 điểm nha. 2. Rồi, anh em mình lên lụm game đi. Mình me mấy viên game này lắm luôn á. Đó, 6 viên ha. Vậy là anh em chúng ta có thêm được ít game nữa rồi. Wow, 3 bước luôn. Ít xảy. 1, 2, 3. Rồi là chạy chạy vậy mới có động lực chơi chứ ha. Chứ anh em mình mà rơi vô mấy cái con nút 1 không là tuyệt tình nhìn chán. Quái chạy đậu luôn. Đó, bèo bèo thì cho kệ ra số 2 cũng được. Rồi. Quyết tâm phải lấy cho bằng được cái rương này đem về mới được. Số 3 luôn. 1, 2, 3. Bây giờ là mình cần con số 2 hoặc 3 thôi các bạn. Là anh em chúng ta sẽ đến với chiếc rương rồi. Lấm. Né né con số 1 ra hộ. Đó, ngon lành. Nhưng 3 lần cái coi. Số 3. Trời ơi, nó ra đúng một cái luôn ý. Chua thiệt chứ. Người ta ráng ráng rồi. Ráng lắm luôn leo lên mà nó tròn ngay con số 1. Rồi, tiếp theo thì nên chúng ta bắt đầu di chuyển xuống phía dưới nha. Đó. Đó, ngon lành chưa. 1, 2, 3. Mỗi bước đi là 75 điểm nha mọi người. Các bạn thấy vậy chứ nó chu lè luôn á. 1, 2. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui trời, 7 bước nữa mới về được đến nhà. Để lên nóc nhà đó các bạn. Wow, tiếp theo nào. Mình đang còn được tầm 200 mấy điểm thôi. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT có ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Đó, và đừng quên cho HNT một like để ủng hộ nha mọi người. Lên nóc nhà các bạn ơi. Và ở đây chúng ta đã lên được cái nóc rồi. Oh yeah. Ở đây chúng ta có tới 3 chiếc rương luôn các bạn ơi. Wow. Đầu tiên là mình sẽ chạy xuống đường phía dưới. Trời ơi, cho đi đúng một bước luôn mới ghê. Chua lè luôn. Rồi, ngon lành cành đào ha. Và tiếp theo thì anh em mình sẽ đi quậy nhẹ. Ở đây là mình đang có một cái khu vực, đó chính là khu vực Arena. Đây, 35, 35 và 35 luôn các bạn ơi. Ui, bé này của mình ráng ráng cho nó lên level. Đó. Lên được một cái. Anh em mình lên được 32. Rồi, let's go. Săn tay áo lên và chuẩn bị tinh thần đại chiến các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ nhờ đến thành viên đó chính là Macaron. Sở hữu sức mạnh của dòng Macaron và khả năng hút máu rất bá đạo. Ôi ôi bị đam. Thôi chạy vô. À đúng rồi, mình phải phá giáp tên bạn cái đã. Cái gì cái giáp này là nó đỡ được lượng sát thương kinh lắm mọi người à. Nó đỡ cái lượng sát thương siêu to khổng lồ luôn. Đam cỡ nào nó đỡ cũng được luôn ấy. Cho nên là mình me cái này lắm rồi.
Wow, hai anh đại gặp nhau. Thôi mình nhường đi, nhường nhịn tem bạn một xíu. À, máu mình cũng bị tuột rồi. 20 ngàn. Lớn. Wow, cuối cùng thì anh em chúng ta giành được chiến thắng ngon ơ luôn. Quá tuyệt vời, đây 28, 30 và 30. À, đội hình này thì mình thấy mình vẫn đủ sức để có thể cân được đó mọi người à. Rồi, chuẩn bị tinh thần lụm nè. Mới vô là thấy thỏ ngọc này là lụm bỏ túi là ngon lành. Và tiếp theo đến với... Ui, anh bạn thân hình tí hon hử. Đây, sở hữu thân hình gọi là siêu tí hon. Nhưng mà đam thì nó không có tí hon xíu nào luôn ấy. Ui, 9.600. Ui, anh em mình lên được một cấp nữa thì hình như là khỏe hơn được một xíu các bạn ơi. Rồi, không mất máu nhưng mà anh vẫn thích hút nè. Wow, victory luôn. Ổn nha. 40, 38, 40. Ui, ngon lành. Gặp toàn mấy đội hình ngon không cho mình xách dép mình né gần chết luôn. Ui, Titan kia. Lại gặp phải hàng VIP nữa rồi. Chứ sao dạo này mình hay gặp những con Titan siêu khủng quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ anh em chúng ta sẽ khều nhẹ nha. Wow. Đây, ca này cũng căng nè. Mình thì mình tính hút máu nhưng mà mình thấy con này nó chua quá các bạn ơi. Ôi ca, dạ. Lấm. Gắt quá các bạn à. Tiếp tục thôi nào, let's go. Wow. Ca này mình cũng phải tính toán hết sức cẩn thận mới được. Rồi, ok, vượt qua một cách ngon lành này các bạn ơi. Và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ hút máu nhẹ nhàng tên bạn nha. Ngon lành. Ui, cho hết sảy anh em ơi. Và bây giờ thì mình me. Ôi, thay đổi rồi các bạn ơi. Chạy cho lẹ. Ui, đội hình này thì ngon cơm nè. Cái gì chứ, mình thấy mấy cái đội hình này thì còn có lý hơn đó. Rồi, mới vô thì nên chúng ta sẽ cưa nhẹ cái lượng máu của tem bạn trước, cho tem bạn nó bớt máu lại. Và sau đó mình sẽ cho con Titan của mình ra nó lụm, cho nó lụm cho nó sớm lên chữ ha. Hiện tại thì chữ B cũng chưa phải là một cái chữ gì ghê gớm lắm. Mình cần con này nó khỏe hơn một xíu nữa để nó có thể đi cùng với hai anh đại này để chiến đấu trong khu vực arena các bạn. Chứ nó yếu quá thì thiệt tình quýnh cũng không nổi với những đại cao thủ đâu. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ lụm giảm máu đi. Lụm bé này thì rất là đơn giản nhưng mà chiến đấu để cho cái thành viên này nó ăn được cái này nó mới là khó. Đó, ngon lành kinh đào luôn. Rồi, và bây giờ anh em chúng ta còn tầm khoảng 2 hiệp nữa nha. 40, 27, 30. Let's go. Rồi rồi, ở đây thì anh em chúng ta chắc có lẽ là mình sẽ xài tới tuyệt chiêu được đam đi ha. Wow. Ôi, lượng máu của mình bị tụt như phin luôn các bạn ơi. Như phin Hồng Kông luôn. Rồi, anh đại level 27. Ca này cũng bắt đầu chua chát đây. Lượng hút máu của mình. Nên cho con này ra nó hút máu một cái đi. Đó, 17.000. Ôi thôi, 17.000 nó quất mình lại cái 16 luôn. Chua như con cua. 17, đam mình vẫn chưa được 20 luôn á. Rồi, ở đây thì anh đại của chúng ta đang được tăng gấp đôi lượng sát thương. Thấy con này là mình mừng rồi. Quá đỉnh luôn. Tiếp theo thì 30, 35 và 30 các bạn ơi. Đội hình này thấy cũng hơi chua nhưng mà mình cũng ráng mình gồng nha. Gồng coi qua nổi không các bạn. Khả năng của anh em mình là vô đối mà. Đây, lượng. Trong ba con có một con được đam là mình vác con đó ra mình lụm liền. Đó, không hạ được thì ít ra cũng xong. Tiếp theo thì còn hai bé nha.
Ôi, bé này có khả năng hút máu nè. Đây đây đây. Ui cha, 49.000 luôn. Mình không nghĩ là các thành viên này của mình nó đam kinh khủng dữ vậy luôn á. Trời ơi, không chờ tới cái chiêu thứ hai luôn mà nó cũng chả có chịu nhường mạng cho cái con Titan của mình. Ôi mấy anh đại đều quýnh kinh quá. Rồi và các bạn ơi, bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ cho Hán Tê một subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không có bỏ lỡ những video vô cùng hấp dẫn và thú vị đến từ kênh Hán Tê Channel. Rồi và đừng quên cho mình một like ủng hộ nhãn cái nha mọi người ơi. Rồi và bây giờ thì video cũng khá là dài. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.